Thưa quý vị, không khí vô cùng hân hoan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện trọng đại của Phật giáo tỉnh để tìm ra những vị chư tăng ni có đầy đủ đạo hạnh và có năng lực, có trình độ Phật học cao, biết vận dụng vào chính pháp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chư tăng ni Phật tử tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực giữ vững ổn định, đoàn kết và có nhiều sáng tạo để triển khai nhiều Phật sự quan trọng, lợi đạo, ích đời. Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ năm cho thấy, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nhiệm kỳ qua, Ban trị sự cùng chư tăng ni Phật tử trong tỉnh luôn tận tâm, tận lực xây dựng giáo hội ngày càng phát triển, đồng thời tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội v.v., góp phần xây dựng đất nước nói chung và xây dựng tỉnh Hưng Yên nói riêng. Tại đây, Đại hội đã suy cử tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 thành viên. Hòa thượng Thích Thanh Hiện tiếp tục đảm nhiệm trưởng Ban trị sự. Với cái 13 cái chương trình chính của hoạt động 5 năm tới đây, thì nếu có được thành công viên mãn thì trước hết là phải ban trị sự, thành viên các ban trị sự nhiệm kỳ 6 đấy phải đoàn kết một lòng, và như là phải mỗi một thành viên phải tận tâm tận lực với cái, và sẽ nhận rõ được cái trách nhiệm của mình. Ghi nhận những đóng góp trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng nhiều bằng khen đến tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật sự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao kinh phí 100 triệu đồng cho Quỹ Ngày vì Người nghèo của tỉnh.